Thuở ấy 1987-1990, 16 lớp A của chúng ta đã dành trọn 3 năm thanh xuân bên nhau và dưới mái trường Trung học Phổ thông Thái Phiên, để lại những hồi ức dấu yêu đầy màu sắc, màu trắng tinh khôi, thuần khiết của tình thầy trò, bè bạn. Màu hồng của ước mơ, màu của hoài bão, màu xanh hy vọng, màu của niềm tin, và màu vàng hoài niệm, màu của núi tiếc. 30 năm sau, tiếng chuông ngân vang khơi miền ký ức. Các bạn ơi, chúng ta lại trở về bên nhau. Tôi vẫn đi qua những con đường quen. Bạn có nhớ đến tôi bao giờ? Từng ngày trôi qua chúng ta lại thêm cách xa. Cuộc đời có những hạnh phúc thật gần. Tôi vẫn mơ giấc mơ ngày xưa đấy thôi. Chuyện gì quên nhớ hết những nụ cười. Ngày mai đây hãy tin là thế. Và khi ấy còn nhận ra nhau, mang theo ánh nắng, mang theo tiếng cười, bắt đầu từ đó ra đi tìm ước mơ. Dòng chơi biết có nỗi đau vô cùng khi dừng chân mới hay ta xa lạ. Nghêu ngao câu hát ánh trăng theo về nơi nào mai ấm những bạn bè thân. Ôi mênh mang quá biết đâu quên nhà, câu chuyện xưa ấy tượng trưng ta tâm 790 là một
khóa mà học sinh rất năng động, học giỏi giang, chăm chỉ và đạt kết quả tốt trong học tập. Hình ảnh của em ngày ấy thì bây giờ cô vẫn nhớ như in. Và cho đến bây giờ gặp lại thì cô thấy các em đã trưởng thành và các em đã có một cái ổn định công ăn việc làm và các em rất thành đạt. Điều đó làm cô rất là mừng. Khóa 87-90 là một khóa học sinh để lại trong cô rất là nhiều kỷ niệm. Và cô luôn luôn dõi theo các em từ khi ra trường, theo dõi từng bước chân, từng cái sự phát triển và sự thành công của các em. Gần 40 năm dạy và chủ nhiệm, nhưng lớp đã để lại cho tôi rất nhiều ấn tượng sâu sắc về nề nếp, tổ chức, sự hoạt động chung của hàng cán bộ. Sau 30 năm, thì nhiều em đã trở thành cán bộ lãnh đạo của các tập đoàn và công ty lớn, rất mừng. Mong rằng các em sẽ phát huy tác dụng tốt trong cuộc sống, tiếp tục hỗ trợ các bạn cùng như vậy. Thực ra mà nói, cái năm những cái khóa học sinh của năm 87 và 90 của cô, thời đấy là nhà trường và các thầy cô rất là thiếu thốn về cơ sở vật chất. Và nói chung là trong cuộc sống rất khó khăn, nhưng mà tình cảm thầy trò thì luôn gắn kết. Cả khóa các em rất là năng động, hầu như là rất thành đạt. Cô rất là cảm động được gặp các em khóa 87-90. Em nào trông cũng trưởng thành, xinh đẹp, nhưng vẫn có những cái nét trẻ thơ của thời xưa. Tình cảm giữa cô giáo và học sinh rất là thân thiết, rất là quý mến. Mà thậm chí đến nay lớp đó là đã có nhiều em gọi tôi bằng mẹ. Có những học sinh thì khi thấy chụp ảnh đưa lên Facebook chẳng hạn thì bảo sao cô lại còn người con này à? Thì tôi bảo không, đấy là học sinh của tôi. Và đó là hạnh phúc của nghề giáo. Trong ngày hội sắp tới, thầy mong mỏi rằng đông đủ các bạn cựu học sinh khóa 87-90 về dự đông đủ để ôn lại các cái kỷ niệm xưa rất là tốt đẹp. Và cô chúc cho các em mà khỏe mạnh và thành công, và thành công hơn nữa. Có những bạn thì cô gặp thường xuyên, nhưng cũng nhiều bạn 30 năm bây giờ cô mới gặp lại. Cô rất mong là gặp được rất nhiều bạn trong hội khóa của chúng ta. Hẹn gặp lại các em trong hội khóa mùng 5/82 sắp tới. Cô cũng mong rằng là sau này các em còn thành đạt hơn nữa và luôn luôn hạnh phúc trong cuộc sống và luôn luôn nhớ về cái mái trường thầy thân yêu của chúng ta. Cô hy vọng rằng đến hội khóa tới mong được gặp lại tất cả các em học sinh thân yêu để cô trò mình ôn lại những kỷ niệm xưa. Tháng 12 này là cô biết là các con có ý định tổ chức hội khóa. Cô xin hẹn gặp lại các con trong ngày đó. Chúc tất cả chúng ta khỏe, vui.